Trong ngày 27 tháng 6 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết tại núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú. Tại gia đình anh Nguyễn Văn X sinh năm 1983 ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đoàn công tác công an huyện Mỹ Đức đã chân thành xin lỗi gia đình bị hại vì sự việc xảy ra. Các cá nhân thuộc công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng công an thành phố Hà Nội. Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo cho Ban giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những chiến sĩ vi phạm. Đại diện gia đình ba chiến sĩ gây ra sự việc trên, cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực Núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phố, huyện Mỹ Đức để bán chim. Tuy nhiên, trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Cũng trong ngày 27 tháng 6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gồm đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng. Ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại.